Cách xác minh tài khoản trên Antima Business. Xác minh là một bước quan trọng đối với mọi đối tác của Antima Business. Nhờ quá trình xác minh, bạn giúp bảo đảm tính hợp pháp, bảo mật của hệ thống và được sử dụng tối đa các chức năng. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ xem cách xác minh tài khoản Antima Business. Hãy đăng nhập văn phòng cá nhân Antima Business ở góc trên bên trái, bạn sẽ thấy trạng thái xác minh của mình. Bây giờ, ở góc trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng tài khoản của bạn rồi vào trang cài đặt tài khoản. Sau đó, bạn sẽ được chuyển tới trang giao diện SmartPass. Tại menu bên trái, hãy chọn mục xác minh Verification. Hãy cẩn thận điền mọi ô thông tin, tên, họ, giới tính, ngày sinh, nơi sinh, quốc tịch và thông tin hộ chiếu của bạn. Lưu ý, tất cả thông tin phải điền bằng chữ cái Latin. Chú ý, khi điền biểu mẫu, không được dùng các ký tự như dấu phẩy trong mục nơi sinh và nơi cấp và dấu chấm trong mục điền tên. Sau khi điền xong, hãy nhấn lưu. Nếu giấy tờ của bạn không ghi ngày hết hạn, thì trong mục tương ứng, bạn có thể đặt thời gian hết hạn 5 năm kể từ ngày hiện tại. Sau đó, hãy vào phần điền xác minh thứ hai, tải ảnh chụp giấy tờ. Bạn cần tải lên hai file, ảnh chụp hoặc scan các trang chính của hộ chiếu hoặc giấy tờ xác minh danh tính, cũng như ảnh được chụp hoặc tự chụp của bạn, trong đó bạn cầm hộ chiếu mở trang chính trên tay. Nếu một phần thông tin nêu trong mẫu điền được ghi trên mặt sau của giấy tờ, thẻ ID giấy tờ xác minh danh tính, xin vui lòng tải ảnh hai mặt của giấy tờ đó. Hãy cầm giấy tờ sao cho mọi thông tin trên đó được hiện rõ. Sau khi tải giấy tờ lên, hãy nhấn nút kiểm tra. Bây giờ, ta sang bước tiếp theo, điền địa chỉ. Hãy cẩn thận điền mọi dòng. Lưu ý, chỉ được dùng chữ cái Latin để điền vào các mục cho xác minh. Sau khi điền biểu mẫu, đừng quên lưu thay đổi. Nếu quốc gia của bạn thuộc EU, bạn cũng cần xác nhận địa chỉ nhà của mình bằng cách tải lên giấy tờ để xác minh địa chỉ. Bạn cần tải ảnh hoặc scan các trang chính trong hộ chiếu giấy tờ xác minh danh tính. Nếu bạn không có hộ chiếu hay giấy tờ xác minh danh tính, có thể dùng ảnh hoặc scan giấy tờ chính thức khác, hoặc sao kê thẻ tín dụng, hóa đơn dịch vụ sinh hoạt, thư từ các cơ quan chính quyền, chứng từ bảo hiểm, sao kê ngân hàng và hóa đơn điện thoại. Giấy tờ phải được phát hành không quá 3 tháng trước ngày tải lên. Chú ý, phải định dạng ảnh giấy tờ phải là JPEG hoặc PNG. Nếu quốc gia của bạn không thuộc EU, bạn không cần xác nhận địa chỉ. Chú ý, chúng tôi chấp nhận giấy tờ trình bày bằng các ngôn ngữ dựa trên bảng chữ cái Latin và Cyrillic. Nếu giấy tờ được cấp bằng ngôn ngữ dựa trên hệ chữ cái khác, cần có bản dịch công chứng. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết ngay khi tài khoản được xác minh. Nếu chúng tôi có câu hỏi về hồ sơ, thì đội ngũ hỗ trợ sẽ liên hệ với bạn. Vì thế, bạn nên kiểm tra email đăng ký tài khoản trên SmartPass.